Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính của nông sản Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2014, Trung Quốc tiếp tục là một trong những thị trường xuất khẩu chính của nông sản Việt Nam. Hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc trích dẫn các số liệu của Tổng cục Thống kê ở Hà Nội cho biết là Trung Quốc là thị trường hàng đầu của cao su, gạo, trái cây, rau tươi và khoai mì của Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7. Riêng về khoai mì, Trung Quốc chiếm gần 85% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Về phần cao su, trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc hơn 182.000 tấn, thu về hơn 320 triệu Mỹ kim, giảm hơn 21% về lượng nhưng tăng hơn 40% về giá. Bên cạnh đó thì Trung Quốc tiếp tục là nước mua gạo nhiều nhất của Việt Nam với thị phần lên tới hơn 36%. Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 1.47 triệu tấn gạo, thu về hơn 631 triệu Mỹ kim.